Thưa anh chị em học viên của khóa thần học hè năm 2023 rất thân mến. Đi học hè này, đi học thần học hè có mặc cảm không? Nhìn trong lăng kính của con người ấy, người ta bảo là mấy cái người đi học thần học hè là mấy người đi học hệ tại chức. Mấy cái người mà nó đi học trong năm nó là học hệ chính quy. Mà nhiều khi mấy cái người đó đi học hệ chính quy về nó cũng chả làm được cái gì, đúng không? Hồ là mình phải không? Học tại chức về làm gì? Thấy trong cái thư mà sơ giám đốc học viện ấy, mời ghi là xin Chúa Thánh Thần ban bình an, này là xin lễ, xin Chúa Thánh Thần ban bình an cho mỗi học viên và khóa học. Nghĩa là khóa học hè thì chỉ cần là mọi người được ơn bình an là đủ rồi. Còn giữ cái thư kia, không có nói sai một câu nào. Còn cái chuyện mà Chúa Thánh Thần soi sáng để mà học cho nó thông minh hiểu biết, cái đấy không quan trọng mấy hay sao đó. Cho nên khóa học này xin Chúa ban bình an cho mỗi người học viên và khóa học được bình an, thế là thành công rồi. Thế chắc là cuối khóa không phải thi gì nhỉ? Thì ơn bình an mà, ơn bình an thì đâu có cần phải thi, thì hỏi có bình an không là xong thôi, hãy gật đầu là được mà nào. Đâu có phải thi cử gì đó. Thưa anh chị em, nhìn trong lăng kính của con người á, đôi khi không có nói ra, nhưng mà nhiều khi mình đi học hè, nhiều khi mình cảm thấy số phận của mình nó hẩm hiu cám lợn à. Nhìn trong lăng kính của con người nó là thế đó, thật mà, có phải không? Con người nó là thế. Không, mình đã nói, chưa có nói đến đức tin, nhưng mình nói chuyện con người đã, thế gian nó là vậy. Nhưng mà nhìn trong lăng kính đức tin thì học trong năm hay là học một tháng hè có khác nhau cái gì? Có hơn nhau cái gì không? Thôi để câu trả lời cho mỗi người suy nghĩ trong suốt tháng này nhé. Đức cha không phải nói cái câu trả lời, chỉ muốn chia sẻ một ý tưởng dựa trên bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa nghe trong sách Sáng Thế. Một cái câu chuyện rất là hay, một cái câu chuyện mà nó rất là có tính nhân hình, nghĩa là mô tả Thiên Chúa như con người vậy đó. Thiên Chúa đến gặp ông Abraham và bà Sarah, rồi lập tức ông nói với bà là mau đi lấy 3 thúng tinh bột mà nhồi rồi làm bánh. Ông chạy lại đàn vật bắt một con bê non béo tốt giao cho người đầy tớ, rồi vội vã làm thịt, lấy sữa chua. Ồ, ngày xưa nó có sữa chua nhỉ? Thành không phải bây giờ nó mới có sữa chua đâu. Bây giờ thì rau ua, ngày xưa là sữa chua đó. Đấy, sữa chua. Đấy. Rồi thì sữa tươi, rồi thịt bê làm thịt mà đãi khách. Rồi ông đứng hầu dưới gốc cây đang khi họ dùng bữa. Một cái hình ảnh rất là đẹp. Hôm nay ngày khai giảng khóa thần học hè, chúng ta nghe một đoạn lời Chúa không có chọn, vì đây là bài đọc của ngày thứ bảy Chủ nhật, sau Chủ nhật thứ 12 thường niên, kể về một cái câu chuyện rất là hay, rất là đời thường, rất là đời thường. Một người khách đến và những người chủ nhà tất bật làm cái này làm cái khác, hai vợ chồng Abraham làm chuyện này làm chuyện khác, vồn vã hết sức để thết đãi khách một bữa ăn thịnh soạn vào thời ấy. Thưa anh chị em, cái câu chuyện rất là dễ hiểu, nhưng mà nó cũng ẩn chứa ở trong đấy một sứ điệp. Thế thì cái sứ điệp mà nó ẩn chứa trong cái câu chuyện đó là cái gì? Cái này thì không phải cho suy nghĩ, cái này là nói lòng hiếu khách. Hai vợ chồng Abraham và Sarah rất là hiếu khách như vậy. Khi mà khách đến, làm tất cả những gì mà đối với họ hai vợ chồng ấy có thể làm để thết đãi khách một bữa thịnh soạn trong khả năng của mình. Vui vẻ, vui vẻ. Thết đãi khách một sự vui vẻ. Vậy thưa anh chị em, trong lăng kính của bài đọc thứ nhất này, chúng ta
có thể hiểu được điều gì, được soi sáng điều gì cho cái khóa thần học hè năm 2023 này? Có lẽ nó là cái này. Mỗi trang sách của từng môn học mà chúng ta sắp được tiếp cận, Chúa đến. Chúa đến qua từng trang sách mà chúng ta sắp được tiếp cận qua các môn học, Chúa đến. Và vấn đề của chúng ta trong cái tháng học thần học hè này dưới lăng kính của bài Sáng Thế là cái gì? Hiếu khách. Chúng ta làm gì để có thể diễn tả lòng hiếu khách đối với việc Chúa đến viếng thăm chúng ta qua từng trang sách của các môn học mà chúng ta sắp tiếp cận trong tháng học thần học hè này? Nếu chúng ta có một thái độ sống như thế thì cái tháng thần học hè này thấm đẫm ý nghĩa của nó cho đời sống đức tin, đời sống ơn gọi và đời sống sứ vụ của chúng ta. Tôi làm gì trong mỗi ngày khi tôi lần mở một trang sách của các môn học mà tôi sắp học và Chúa đến với tôi? Tôi đón tiếp Chúa qua những trang sách thần học ấy, triết học ấy như nào để diễn tả tất cả cái lòng hiếu khách của tôi đối với Chúa? Chứ không phải ngồi đấy là nhồi nhét kiến thức mà nè. Mà nếu mà có nhồi nhét một tháng thì cũng nhanh ra lắm. Nhanh vào là nó ra nha, ra rất là nhanh. Cho nên có lẽ vấn đề không phải là cái tháng này là tháng nhồi nhét kiến thức. Nhồi nhét kiến thức như là đi ôn thi đại học hay là ôn thi cấp 2 hay là cấp 3 mà sắp mới các sinh viên, các học trò nó mới làm. Chúng ta đến đây không phải để nhồi nhét kiến thức. Phải đâu. Một tháng thần học phải đến để nhồi nhét kiến thức đâu. Nhưng mà qua những cái trang sách thần học ấy, Chúa đến. Và tôi cố gắng trong khả năng của mình với niềm vui, chứ không phải là với sự bắt buộc, đón tiếp Chúa và diễn tả cái lòng hiếu khách của tôi. Điều đó nó rất là hay luôn. Và nó làm cho cái tháng thần học hè của mình đong đầy ý nghĩa và ngập tràn niềm vui ở trong ấy. Cho nên nếu cái tháng học hè này chúng ta sống một tâm thế như thế, rồi chúng ta kết thúc cái tháng học hè này, chúng ta ra về không phải là chúng ta tự mãn vì đã thủ đắc một mớ kiến thức, bài nào cũng 10, 10, 10, xong là quên hết rồi, mà xem sang năm hỏi lại xem là quên hết, cũng nhớ gì đâu, vui tí thế thôi. Nhưng nếu chúng ta nỗ lực như là một cách thế để diễn tả lòng hiếu khách của tôi qua việc Chúa đến nơi những trang sách thần học mà tôi sắp sửa được gặp gỡ Chúa, nó khác ngay. Thế mới là học thần học chứ, nếu không thì cũng giống như các sinh viên nó đi học ngoài đại học thế thôi. Đây có phải là một đại học đâu, đây là một khóa học thần học. Và chắc là ban đào tạo người ta cũng không nhằm mục đích là nhồi nhét kiến thức bao nhiêu có thể cho tất cả các học viên. Nhưng mà các ban đào tạo muốn tạo một cái không gian để chúng ta gặp gỡ Chúa qua các môn học. Cái đấy nó quan trọng hơn nhiều. Cho nên kính thưa anh chị em, chúng ta không có lo lắng để mà sắp sửa phải ngồi đấy chép 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 chép, xong tối về còn không ngủ nữa, ngồi học 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 nhẩm, xong sáng lại chép 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 chép, xong rồi đến hết cái tháng này về thì như là máy vậy đó, cứ chép 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 chép, xong lại học nhẩm. Cái khóa học này nó có biến chúng ta thành những con robot đâu. Nhưng mà khóa học này là một không gian để giúp chúng ta có thể đón tiếp, gặp gỡ Chúa và đón tiếp Chúa với một tấm lòng hiếu khách như hai vợ chồng Abraham và Sarah trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Nếu chúng ta sống được cái tâm thế ấy trong một tháng học thần học hè này, thì chúng ta làm cho ý nghĩa của cái tháng học hè này được đong đầy nơi cái thái độ hiếu khách của chúng ta đối với Chúa mà chúng ta gặp gỡ qua các trang sách của các môn thần học. Cho nên hôm nay như là sơ giám đốc đã đề nghị là xin Đức Cha đến để cùng với các cha đồng tế cầu nguyện cho mỗi người được ơn bình an,
để cho khóa học được sự bình an. Chắc chắn điều ấy là cần thiết, bởi vì người mà không có bình an thì không có gặp gỡ Chúa được đâu, đúng không? Đấy, người phải bình an mới gặp gỡ Chúa được. Chứ còn mà đến đây cứ chép xong rồi nhầm chép có gặp Chúa được đâu, vất vả quá. Đấy, nói theo ngôn ngữ ngoài Bắc là vất quá, không có gặp gỡ Chúa được. Bình an chúng ta gặp gỡ Chúa. Và nếu tháng học hè này là cơ hội để chúng ta gặp gỡ, nhận ra khuôn mặt của Chúa rõ nét hơn trong hành trình đời dâng hiến của mình, chúng ta nỗ lực hết mình để diễn tả lòng hiếu khách của chúng ta đối với Chúa khi Chúa đến viếng thăm chúng ta trong tháng học hè này, thì điều ấy thật là tốt đẹp cho đời sống đức tin và ơn gọi của chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết để giúp chúng ta nhận ra được Chúa đang đến viếng thăm mỗi người qua các môn học. Và xin Chúa Thánh Thần cũng giúp chúng ta để chúng ta có thể trổ tất cả những cái tài khéo của mình diễn tả lòng hiếu khách của chúng ta đối với Chúa. Xin hai ông bà Abraham và Sarah chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta, để chúng ta có một cái khả năng hiếu khách giống như hai ông bà này, để rồi cuối cùng cái gì? Niềm vui đã xuất hiện. Đấy, cuối cùng Chúa bảo độ này sang năm thì cũng phải đợi thêm một năm nữa vào, độ này sang năm niềm vui sẽ đến. Và cái bài đọc nó kết thúc bằng một cái mẩu đối thoại giữa Chúa với cái bà Sarah, nó rất là vui. Mà là bà thì cười, rồi thì Chúa thì bảo thế sao lại cười, thì bà lại bảo là không cười. Cái chỗ đấy nó là cái gì đấy? Cái nụ cười cái chỗ đấy nó nói cái gì? Cái nụ cười ở cái chỗ đấy nó nói, nó diễn tả một niềm vui. Xong rồi thì bà lại bảo là con có cười đâu, thì Chúa lại bảo là có cười. Thế cái câu đấy nó muốn nói cái gì? Một niềm vui tinh tế. Đấy, cái đấy hay lắm ạ. Một niềm vui không phải là một cái tiếng cười ha hả bên ngoài, nhưng mà là một niềm vui đong đầy trong tâm hồn và hết sức là tinh tế. Cho nên cười nhưng mà không muốn nhận, bởi vì muốn giữ cái niềm vui ấy, muốn giữ cái niềm vui ấy cho mình, và để diễn tả một sự tinh tế trong tương quan với người khác. Chắc chắn tháng thần học hè này sẽ là một tháng mang đến cho mỗi học viên anh chị em chúng ta một niềm vui. Một niềm vui không phải là từ nụ cười, nhưng mà một niềm vui sâu lắng trong tâm hồn, một niềm vui đầy sự tinh tế, vì muốn giữ cái niềm vui ấy để nó lắng đọng mãi trong lòng của mình. Chắc chắn tháng học hè này sẽ giúp chúng ta nhận ra được rõ hơn khuôn mặt của một Đức Giê-xu mà chúng ta đang bước đi mỗi ngày với Ngài. Và điều ấy giúp khơi lên trong lòng chúng ta một niềm vui, một niềm vui sâu lắng, một niềm vui của sự tế nhị, của sự tinh tế, một niềm vui mà người ấy muốn giữ mãi trong lòng của mình, để nhận ra được Chúa luôn ở, Chúa luôn là niềm vui của mình. Chúng ta vừa sang viếng mộ của các đấng bậc của giáo phận. Đấy, chúng ta nhớ đến Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, chúng ta nhớ đến Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc, với cái châm ngôn khẩu hiệu đời giám mục Chúa là niềm vui của con, rất là hay. Nếu chúng ta cảm nhận được một khuôn mặt của một Đức Giê-xu mục tử rõ nét hơn qua cái khóa học hè này, chúng ta giữ mãi cái niềm vui cảm nhận ấy trong lòng của mình, và để xác tín Chúa luôn ở với mình, đồng hành với mình mỗi ngày trong hành trình dâng hiến, thì cái điều ấy thật là tốt đẹp. Dù bài chưa mua được 10 điểm, không có sao, 9 cũng được, không có làm sao, 8 cũng được. Nhưng mà cái khuôn mặt của Đức Giê-xu mục tử rõ nét hơn đối với đời sống ơn gọi dâng hiến của mình. Và mình giữ mãi cái niềm vui ấy trong lòng, để rồi độ này lại sang năm, và là độ này lại sang năm, đến đây chúng ta làm mới lại, làm rõ nét hơn cái khuôn mặt của Đức Giê-xu mục tử qua các môn học cho năm tới. Rồi rồi cứ thế chúng ta bước đi trong niềm vui của người khám phá ra khuôn mặt của Chúa là niềm vui duy nhất, niềm vui lớn nhất, niềm vui trọn vẹn mất của mỗi người chúng ta trong tư cách là những người sống đời dâng hiến.
Xin Chúa ban cho chúng ta bình an, xin ban cho chúng ta niềm vui khi chúng ta kết thúc cái khóa học hè năm nay, để rồi chúng ta lại trở về với công việc của mình với một, nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay là năng lượng tràn đầy, năng lượng tích cực. Một năng lượng tích cực, năng lượng tràn đầy có Chúa ở trong đấy. Và chắc chắn điều ấy sẽ giúp cho cuộc sống chúng ta mỗi ngày dù có thăng trầm nhưng mà vẫn ngập đầy niềm vui vì có Chúa ở với chúng ta.